Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sahan và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Vào ngày 21 tháng 5, thì dân tình đã được một fan phát sốt khi phát hiện ra Jennie của Blackpink đã có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của Jessica. Tình bạn của hai mỹ nhân khiến nhiều người thích thú. Cả hai vô cùng thân thiết bất chấp việc Jennie từng hẹn hò với Kai của EXO, bạn trai cũ của Crystal mà Jessica lại là chị gái ruột của Crystal. Tuy nhiên thì dường như Jennie không phải là vị khách mời đặc biệt duy nhất. Khi xem lại vlog sinh nhật của Jessica, nhiều fan đã nhận ra ở đoạn đầu video có giọng nói giống như của Yuna và Sunny, thành viên cùng nhóm cũ SNSD với Jessica. Thậm chí thì một fan còn cho rằng đó là giọng của em út Seohyun. Nếu hình này là thật thì fan chắc sẽ dần dần đến nổ trời vì SNSD 9 người vẫn còn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng chỉ là giọng nói giống của SNSD do ở đoạn sau video, Jessica hé lộ mình ăn sinh nhật cùng hai người bạn ngoài ngành giải trí. Hơn nữa, sau khi rời khỏi SNSD vào năm 2014, Jessica từng nhiều lần có hành động được cho là đá xoáy nhóm nhạc cũ, rất có thể tình bạn của họ đã sứt mẻ ít nhiều. Dù vậy thì đây vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Jessica từng nhiều lần có động thái được cho là cà khịa SNSD nên nhiều fan cho rằng rất khó có khả năng Yuna, Sunny hay Seohyun đến dự sinh nhật công chúa băng giá. Chúng mình là Top Sahan và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!